papi. Súp lơ papi là nó còn cái nhỏ như này cả nhà. Cái súp lơ này nó rất là ngon và ngọt nha, của Đà Lạt. Nhà ít người thì mình nên mua cái này về mình ăn cho tốt hơn cái súp lơ kia nha. Súp lơ xanh, súp lơ trắng kia. Rồi mình sẽ chấm. Chúc mọi người thành công nha.